đồng hành tham gia chương trình Triệu Bữa Cơm của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chiều nay, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao hỗ trợ thanh niên công nhân trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch COVID-19. Dự kiến chương trình Triệu Bữa Cơm sẽ trao tặng 7.000 bữa cơm trị giá hơn 105 triệu đồng cho 470 thanh niên, công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi COVID-19. Trong chiều nay, hơn 2.000 bữa cơm đầu tiên tương ứng với các gói thực phẩm tươi gồm gạo, thịt, rau đã được trao tận tay các công nhân. Chương trình sẽ trao thành 3 đợt diễn ra trong vòng 15 ngày, mỗi đợt trao tương ứng với 5 bữa cơm. Đây là hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn, kết nối các giá trị cộng đồng, kêu gọi sự chung tay sẽ chia yêu thương cho các đối tượng đặc thù, yếu thế, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.